bị tấn công sẽ là đầu điểm tấn kỳ cú sút đầu tiên của đội tuyển của bên phía của mình. Điều thực hiện cú sút đầu tiên của đội tuyển tấn công số 23 Lê Tử Quân Việt.
chúng ta là 3-2 lên đội tuyển Trung Quốc. Tất cả xe ô tô của người khán giả chúng ta vui lòng di chuyển về cổng Hương Nam với vị trí thế.